Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván đấu tuyệt hay: Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh đại chiến trên đấu trường Thương Thiên Tình Kỳ. Hai trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1: Hồ Bảo Ngọc Lại Lý Huynh, cấp tấn trung binh.是 是 是
吃。 吃鸡。 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 卧槽马。 吃。 将军。
将军。是。小马将军，将军抽炮，将军。
Chưa đến đây, Hồ Bảo Ngọc mới chịu buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Xuyên nhân trở độ. Lại Lý Huynh, Cát Văn Tâm, Phế Mã Chém Tường. Chuyên. Chứ. Chỉ chi. Hậu xạ. Xiang Jin Chu Ma. Chi. Chi. Xiang Jin. Chi. Chi.
军。再将。再将。再将。再将。将军，破事。将军。再将。将军，挂角马，将军，将军，再将。再将。将军，吃。将军，将军，吃。
Chơi đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, các dân tâm đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.